Xin hỏi người, mời các bạn cùng đến với tập 4 của bộ truyện mở cả phủ trị gia của tác giả Mộc Miên. Ở tập này thì mợ Liên liên tiếp bị hãm hại từ những kẻ lấy ân báo oán cho đến những kẻ bí ẩn trong trị gia. Đặc biệt, ông Phú đã bị sự ức ngại của mợ đẩy đến giới hạn cuối cùng là muốn đuổi mợ khỏi phủ. Liệu có ai giúp mợ giải tấu oan khiên này hay không, hay là dù mạnh mẽ đến đâu vẫn bị áp bức chồng áp bức? Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi. Phu Tám đi trước dẫn cô ấy tới tử đường để chịu phạt. Tới nơi, bà ấy không quên can sản. Mợ nhớ phải quỳ tử tế. Ở đây tay mắt không nơi, ông hay kiểm tra bất chợt. Nếu mà không chấp hành nghiêm chỉnh, hình phạt sẽ gấp 10 lần như thế. Liền mặt ủ rũ, giờ cô chỉ nóng lòng muốn biết tình trạng của cậu Long ra sao, chẳng có tâm trạng lò tai những lời bà vu nói. Trong phòng, cậu Long nằm sấp dưới giường, Mai vội sai người cầm một chiếc khăn và chậu nước ấm. Cô ấy nhẹ nhàng cởi chiếc áo người kia, nhúng cho đẫm chiếc khăn phát kiển nước chấm vào vết thương. Vừa làm cô vừa nho mắt thổi liên tục. Cậu đau không? Không sao. Chậu nước chẳng mấy chốc đã đỏ lòm, cứ phải thay nước liên tục. Cô quay sang nói khẽ với thảo mão. Lấy cho tôi đạn sát 100 gram, thủy dung 100 gram. Đạn sát rửa sạch, bò nát sao trái tổn tính. Thủy Dung cạo bỏ vỏ thô bên ngoài, rửa sạch thái nhỏ, sao cháy tổn tính. Trộn lẫn tán bột mịn mang vào đây. Thảo Mão vội vã đi luôn, mai vẫn nước nở mãi. Sao cậu dại thế, không biết đường mà đánh hại. Ai chẳng biết thằng nước nó khốn hạn, chuyên ưu khiếp người khác. Cậu phải cãi lại, chứ sao để họ tra tấn tới mức này. Cô ấy sở vào ca vết thương sách thoát. Cậu phải cãi lại chứ, sao để họ tra tấn tới mức này. Cô ấy sở vào cà phê thường say toạc Lại bật khóc tu tu Dạ cậu dữ lắm Biết bao giờ mới lại lại Mà kiểu gì cũng để lại sẹo cho coi Lòng lúc này mê mệt Chẳng còn hơi sức mà đáp lại Mà cậu cứ díu chặt vào nhau đến mức Cậu ngủ lúc nào không hề hay biết Thảo Mão sau một hồi trời vật chạy ngựa chạy xuôi Cũng mang đủ những thứ mai cần Cô ấy chậm chạp sắc kín thứ bột đó lên lưng cậu Long bà cả với ông Phú đủ lúc ấy bước vào nhìn con trai mà quặn thắt cả ruột gan. Ông, ông ơi, sao mà ra đòn với thở long nặng thế? Nó xưa giờ đã hay bị đau đầu, thiếu máu. Ông đánh kiểu này thì nó làm sao đây? Ông Phú giọng khả đặc. Chứ không bà tưởng ông ta chịu cho qua chắc. Tôi sai người đây nó, tôi cũng sót chứ chẳng sung sướng gì. Bà cả xù xùi. Này tôi ở lại đây chăm sóc nó, ông về ngủ trước đi. Mai vội vã đáp luôn Bà cứ về phòng đi Con ở đây thay thuốc liên tục Lỡ đêm hôm cậu ấy nào sốt Con còn cho cậu ấy uống thuốc luôn Ông Phú gật gù Có còn Mai là yên tâm rồi Thôi nay tôi ngủ với bà Chúng ta về phòng Bà cả dù đang phân vân Chưa biết tính sao Thì ông Phú đã lôi khỏi đây Mai đóng cửa khóa trả lại Cô ấy cởi chiếc áo hoài Chỉ mặc duy nhất cái áo yếm lao lên giường nằm sát cạnh cậu Long đây là lần đầu tiên Mai đổi nằm cạnh cậu Để thoải mái nhìn ngắm Để tự do hôn lên môi người kia Mà chẳng cần suy nghĩ Đối với cô gái này Cậu ấy là tất cả Dù có đánh đổi bảo mọi giá Để có được cậu ở bên cạnh Cô cũng cam lòng Người đàn ông kia vẫn suốt cao ly bì Mê man không hay biết Lâu lâu cậu lại nhăn mặt Xem ra đau đớn lắm Mai nằm sát cạnh chạm sát môi người kia Vỏ tay qua cổ người đàn ông ấy cô cứ nhìn không chớp mắt. Cậu nhận phải nói rằng cô ấy đẹp không khóc chết, dù nhìn hướng nào cũng mê mẩn lòng người. Cả đêm hôm ấy, mai mặc sức mà sở hữu người đàn ông kia, cô đã dại lòng, nhất định sẽ có ngày đường hoàng làm vợ cậu ấy. Liền thì có súng quỷ giữa tử đường, chân như muốn dã hết cả ra, cô cứ chẳng trọng ám hành cảnh chồng mình bị tra tấn. Tới nửa đêm mệt quá, nên cô thiếp đi nằm cục xuống hết. Trong cơn mơ màng, cô ngửi thấy thoang thoảng mùi của trầm hương, tia chân người bước lại mỗi lúc một gần. Có chính xác là cô ta không? Đúng rồi, cô ta chứ ai nữa? Liền nghe rõ tiếng hai người đàn ông đang chỉ thầm với nhau, nhưng ngay từ đó thì cô liệm hẳn. Hai tên này thân thủ nhanh hẹn, nhét cô vào cái bao tải rồi mang theo cổ phụ bao băng chạy ra nghĩa trang. Từ chỗ trồn cất bà lão cổ chân, thì mùa tết nói nhỏ trôn xấu hả hay giết đi rồi hãy trôn để phòng bất chắc thôi thu mê này mạnh lắm y nhất phải 6 cái giờ mới tỉnh được chúng ta cứ trôn chặt là thần tiên cũng không cứu nổi cô ta ở sát mộ bà lão củ chân có một cái hố đã được đào sẵn hai tên kia người khiêng đầu người khiêng chân quả thẳng cô ấy xuống dưới rồi dùng sảnh hất đất lên người bọn chúng mới hất được chủ nhát thì từ xa có toán người chạy đến. Chúng mày, chúng mày tính đảo trộm hải cốt sao? Hai tiền này thì đâu người nên vứt sảnh co cẳng chảy thụ hoạng. Hóa ra ở đây mấy hôm trước có một thanh niên bị xét đánh chết trong lúc đi làm đồng nên người nhà cậu ta phải ngày đêm cay gác để phòng kẻ xấu trả trộm cánh tay. Họ quan niệm rằng nếu trả được cánh tay của người bị xét đánh chết như là những thanh niên trẻ tuổi mà thờ ở trong nhà thì sẽ hết cầu được ước thấy gia chủ làm ăn phát đạt. Nên rất nhiều người nham nhe ăn trộm nên xác định nạn nhân phải đề phòng cảnh giác. Họ tiến gần thì thấy một cô gái đang nhắm hát hờ, mấy người giật mình nó líu cả lưỡi. Đây, đây chẳng phải mợ cả, con dâu quan không sai còn gì, sao mợ ấy lại chết? Đám người còn lại cũng chẳng ai hay biết, họ sai người mũ đất lôi cô gái ấy lên. Khi kiểm tra, thấy cô gái này vẫn còn thở, tất cả mới hoảng hồn. Vậy, vậy rồi làm sao? Ai đưa cô ấy về? Nghe đến đây, tất cả bơ giáo lủi lại. Họ sợ lại mắc họa vào thân, nên cường quyết không ai dám đứng ra nhận nhiệm vụ này. Cuối cùng, tất cả thống nhất tản ra xa, theo dõi đỡ cô ấy tỉ lại, tự mình về phủ. Hôm nay sương đêm nhiều hơn thưởng lệ, chẳng mấy chốc ưa đẫm mài thóc cô gái ấy. liền vẫn say xưa không hề hay biết, mãi tới sáng sáng khi cả người lại buốt, cô mới bừng tỉnh. Khi thấy mình nằm trên mảnh đất, bên cạnh là ngôi mộ, thì cô giật bắn người là hết. À! Nhưng xung quanh đây, chẳng có lấy một bóng người qua lại, chỉ có lao đác phải ngôi mộ. Ngay chỗ chân cô thấy có mảnh gỗ ghi, mộ bà mân cụt. Nhìn cái mộ sơ sài mới đáp giờ, lại có chữ cụt, trong đầu liên lập tức nghĩ ngay ra bà lão kia. Cô cả người cứ lạnh buốt, hàm răng pha vào nhau lộc cộc buồn hết mà không hét được. Nếu hét tự nhiên cứ chảo ra xối xả. Trời lúc này vẫn còn lờ mờ, chứ chưa có sáng hẳn. Cô là đợt chạy ba sông bán chết, ngã rúi cả xuống đường. Lần này cô đã tin, chắc chắn chuyện mình bị mậu du là có thật. Chỗ này hoàn toàn xa lạ, chưa được lui tới bao giờ, nên cô cả lo lắng mất phương hướng. Cuối cùng, liền đánh bảo cứ theo đuổi thẳng đi hết lối mòn, thì thấy hàng cây màu um tùm có một lỗ hổng nhỏ đã vải sẵn. Cô và lá sang hai bên thỏ đầu chui vào thì thất kinh, Hóa ra đây là phủ nhà mình. Lúc này liền mừng như vớ đửa vàng, ui té bỏ chạy, đầu óc cô hoàn toàn trông rỗng, quên hết mọi chuyện đêm qua đã xảy ra. Cô mới chạy tới sân, đã thấy đám gia đình cổng hệ gộc đứng hay ngắn, ông phú ngồi chiếm trệ trình giữa. Liền xị mắt, giòn rèn bước vào, lý nhí. Con chào thầy. Quỳ xuống. Tiếng ông Phú bất chợt du lên, cậu thêm tâm lý liên nãy giờ bất ổn nên cô nhảy bổ vào hết thơi thanh. Ôi! Mày trốn đi đâu từ đêm qua tới giờ mà tao kiếm không ra? Tao đã nể nang tỉ nghĩa với thầy mày, không chết phản nặng. Tao nói quỳ ở từ đường, vậy mà dám cả gan trốn ra ngoài chơi. Mày đừng tưởng mày là con quan tri huyện mà không ai dám làm gì. Tao nói cho mày biết, đã về đây là phải theo quy tắc phủ này. Có tội phải chịu phạt để làm gương gian đe kẻ khác. Mày thấy phủ tao dễ dãi Nên tí là loạn Đè lên đầu lên cổ tao mới chịu đúng không Hơn nữa Việc đi chơi qua đêm Là không thể chấp nhận được Bây giờ mày nói đi Mày chu giúp ở xó xỉ nào Đã gây ra những chuyện quý hóa gì nữa Liền nghe ông ấy xả một chàng Thì lung túng thấy rõ Đầu muốn nổ tung Cô lủ lại ký ức đêm qua Mà không thể nhớ nổi Cô ấy cử lá bóp Con, con không nhớ rõ Con chẳng biết rời khỏi phòng lúc nào còn thể là con không dám làm gì trái lệnh thầy đâu Ông Phú cản hiền tiết Tin mày, thả tao tin đầu gối còn hơn Mày cãi chém chèm, dám làm mà không bao giờ dám nhận Tao lạ quá gì tính mày Thế giờ mày nói đi Mày không biết mày đi lúc nào Vậy mày đã đi đâu và về đây bằng cách nào Liền mếu máu Lúc còn tỉnh dậy thì thấy nằm ở môi đất Sau phủ này có lối thông ra bài nghĩa địa Có thể đêm qua có bị mậu du nên mới bị dẫn ra đó. À nói hàm hồ, Sau phủ này làm gì có bái nghĩa địa nào? Cái bản tính ai không nói có, nó ngấm vào máu mải rồi. Nên mày tìm mọi cách lừa lọc người khác. Liền bị ông Phú xỉ nhục thẩm tệ thì bực bội. Thì không tin thì tự mình ra mải kiểm chứng. Ở đó có vài ngôi mộ, vừa có cả mộ bà lão cụt mới đáp hôm qua. Người đàn ông kia hà hốc, giọng run run. Bà, bà ấy chết rồi, mà sao lại chết? Mày làm sao biết bà ấy mới chôn hôm qua Liền thành thuật lại câu chuyện hôm qua Từ lúc cảm giác bà ấy nổi lên ở màn ao Từ chuyện cậu Long cầm tiệt không ai được phép nói Ông Phú nghe tới đây thì hồn phách lên bay Vội kéo theo người ra phía sau phủ Họ bỏ đi hết Có mỉ liên đứng như trời trồng một góc Cô chưa biết phải làm sao Thì cậu mình cũng tử cổng bước vào Cậu đi đâu mà mới xác từ qua tới giờ thế? Mình thấy cô ấy nói như sao khóc Thì lo lắng chạy lại Sao vậy? Ai bắt nạt cô hả? Tôi phải đi bàn câu việc Phụ buôn gỗ làm xưởng Nên giờ mới về tới đây Mà ở nhà có chuyện gì sao? Mới có một ngày mà đã thảm hại thế này Liền không nước nở Tưởng thuật phụ ông quan kéo người lên đây Rồi cô bị trừng phạt Nửa đêm lại mộng du ra nào ngoài nghĩa địa Cậu mình nắm trải tay đề nỗi nổi đường gân xanh, xít lên. Thằng chó nước, nó không biết nhục còn dám phác mặt tới đây an vạ được nó muốn chết vậy để tôi cho nó đi chỗ riêng vương ngay hôm nay cậu ấy tươi tốc bỏ ngay ra ngoài nhưng liên sợ hãi kéo tay cậu hại từ xin cậu tôi hại cậu đừng để mọi chuyện rắc rối hơn nữa tôi không muốn vì tôi cậu lại bị liên lụy mình nhìn cậu ấy sủi sùi thì thấy nhói ở trong lòng cậu hùng hổ tiến tới phòng cậu long đầu cửa rầm rầm nhưng đập mãi vẫn chẳng thấy ai mở cửa. Mình lùi lại lấy thả, rồi bất ngờ đào cửa thật mạnh, cánh cửa bị bởi tung. Cảnh tượng hai người kia nằm ôm nhau vẫn đang say rớt, trên người họ chưa có mảnh vải đáp hờ để lộ cả đôi vai trần. Cậu mình bất ngờ vội xoay người liên lại, cô thì bất động một chỗ, cảnh tượng này quá sức bất ngờ. Cậu ấy sợ cô không vui nên kéo nhanh liên ra ngoài, không quên a nùi. Đừng buồn, Đợi cậu ta tỉnh dậy Tôi sẽ trừng trị thay cho cô Mai lồng củm bỏ dậy Vô vội quần áo mở hại Cô ta còn cố tình đóng cúc sầu sạch ra vẻ ta đây đang rất lo sợ Mai chậm chạp tiến lại gần liên Khóc thui thít Mợ, mợ đừng trách cậu Long Là tại con, con dụ dỗ cậu ấy Mợ đừng trách cậu Long, tội nghiệp lắm Tội của con vậy Nên con chấp nhận mọi hình phạt Liên hử hạnh, Con gà mái này Thả nó im im bỏ đi còn đỡ tức đàn này lại giả vờ đáng thương Cả làm liên sôi máu Cô chẳng nể nang mà leo tới tùm tóc Sợt ngửa lại phía sau Tát bồm bốp và ma nó Tới mức đỏ ửng hẳn lên nam ngón tay Còn mày chỉ biết chịu đựng pha này Mỡ, mỡ cứ đánh con đi Là lỗi tại con nên con phải chịu Mày thả nó ra ngay cho tao Ông Phú gởm lên Tiện chân đào thẳng và lương liên Cô bất ngờ ngã về phía trước nhưng cậu Minh đã nhanh tay ôm gọn lấy Cậu ấy khát hỏng thì làm gì vậy? Ông Phú thấy con trai bênh liên giam mặt Thì giết vang trời Mày bị nó cho ăn cái đếch gì mà ngu thế hả con? Loạn đàn bà điên dại Lại còn hở tí đánh người Không biết lê nghĩa Thì sao phải nể nang nữa chứ? Đừng đậu tới giới hạn cuối cùng của tao Khi mà tao chưa tống cổ ra khỏi đây Thì tôi nhất yên phận Cấm được gây chuyện Liền mặt đỏ bừng bừng đáp lại Thầy đừng có qua đáng, cô ta là một ngữ hầu mà dám leo lên giường chồng con. Cả đêm họ ngủ với nhau, chả lẽ con không được quyền la mang nó. Hay chính là thầy dung túng cho cô ta làm vậy, nên thầy mới ở đây trách cứ con. Ông Phú giận tới điên người, giờ thẳng tay tát vào mặt liên, nhưng cậu Minh đã kỉ chen lên chắn trước mặt. Ông ấy đỡ thẳng và bả vai của cậu. Mai vội xoa xoa tay cậu xin. Còn cản sơm cản cỏ con lại hai người Đủ vì con mà mất hỏa khí nữa Còn chấp nhận chịu phạt Chuyện này ông đừng trách mợ Là tất cả do con gây ra Ông Phú nhìn bộ dạng thảm thương của Mai Thì hắng giọng Từ hôm nay trở đi Ta cho phép con Mai làm vợ lẽ thẳng long Không ai được phép từ chối Còn mày không chấp nhận thì cút Ông này cóc thèm Ông Phú nói xong thì hầm hầm bỏ đi Mấy bà vợ nghe thời cãi cỏ thì không ai dám ló mặt sợ phiền phức. Liền ở mức ngờ mặt lên trời để ngăn nước mắt không chảy xuống. Nhưng chẳng hiểu sao nó vẫn cứ tuôn như suối. Mai đứng dậy phủi tay không nói không rằng đưa Hoàng đi vào phòng cậu Long. Cậu mình chẳng biết động viên làm sao, chỉ biết đứng cạnh vũ nhẹ sống lưng cô. Cậu đã đừng chơi với liên tử nhỏ nên rất hiểu tính cách cô ấy. Từ xưa tới giờ, dù khó khăn thế nào hay bị ngã đau đớn đến mấy, cô ấy cũng chưa tưởng khóc. Lời này phải ức chế lắm, cô gái kia mới xử sự như vậy. Mình kéo cô lại gần cốc cây bàng, lấy khăn lau nước mắt cho cô. Đừng khóc, ngoan, đừng co khóc. Liền quể nước mắt, nhưng tuyệt nhiên chỉ ngồi im lặng, chứ không nói thêm nửa lời. Ngay trong buổi sáng, ông Phú tuyên bố vụ con mai sẽ là mợ hai của Phủ, đợi cậu Long lại hẳn sẽ mở tiệc công bố thiên hạ. Còn Đào thì phải cuốn gói rời khỏi phủ ngay lở tức. Lời này nó biết sự việc rất nghiêm trọng nên không dám trái lệnh, nó không muốn để Liên khó xử. Thậm chí nó sợ cô ấy buồn, chỉ biết viết bức thư can dặn Liên ở lại, phải tự lo cho bản thân. Còn nó lỏ lặng tự mình thu dọn hành lý rồi bỏ đi. Nó sợ nếu chào tạm biệt Liên, nó sẽ không có dũng khí để đi nữa. Mãi từ chiều, Liên mới hay tin con đào đã rời phủ cô không biết nên vui hay nên buồn. Nó rửa khỏi nơi ngủ tủ này còn được sống sướng, sống đúng kiếp con người. Nhưng buồn vì từ nay chẳng có ai bổ bạn tâm sự. Cậu mình hiểu được suy nghĩ này nên cả buổi cứ lảo vảng xung quanh cô. Liền chuyển đến căn phòng gần bếp là phòng trước đây có đào với phú bảy ngủ chung. Nhưng sau này phú bảy phải xuống phòng sát cạnh bà Tư để tiện chăm sóc. Cô vào phòng đóng chặt cửa lại ôm cái bụng đòi mèo đi ngủ cả ngày trước hải cơm nào vào bụng cậu mình mà đổ ăn tới tận nơi nhưng cô không có tâm trạng ăn nào nào bắt cậu mang đi trong phòng chẳng có gì đặc biệt chỉ có duy nhất chiếc giường gỗ ọp ẹp muối mọt ăn muốn gáy đến nơi nào vào mà nghe cả tiếng con ghét ở đây cô có mảnh chiếu cũ đã sờn nào vào mà đau ê ẩm cả người bây giờ có một mình Cô lại tủi thân nhớ thể bu ôm mặt khóc nước nở. Chưa bao giờ càng ngày cô phải chịu đói bị người ta xỉ nhục trả đạp như lúc này. Cô khóc từ sừng hút cả mắt lại, nghe tiếng giò rít ngoài cửa sổ, cậu thêm lá cây kêu xảo xạc, cả làm liên thấy xuống sang khó chịu. Cả đêm, cô phải vải mắt để khỏi ngủ, cô sợ mình lại bị mậu du không kiểm soát được bản thân. Nhưng quả thật, người tính không bằng trời tính, Nửa đêm, dù có cố gắng đến mấy, cũng không thể nào cỡ nổi cơn buồn ngủ ập đến. Trong giấc ngủ chập chờn, cô thấy bà lão mù đang mỉm cười nhìn mình, bà ta vẫy tay nói khẽ: "Người hãy đi luôn ra giếng, bữa bà từ chết sẽ thấy thứ ngươi muốn thấy." Như một lửa hút vô hình, liền bật dậy cả người nhẹ bẫng, cô cứ bước thẳng tới chiếc giường kia mà chẳng hề do dự. Cậu mình do lo lắng nên cả đêm không thể trở mắt mà ngồi một góc canh cho Liên. Khi thấy cô bước ra khỏi phòng, cậu định gọi lại, nhưng chẳng hiểu sao lì trì mách bảo nên cậu đi theo cô ấy. Liên hoàn toàn không biết có người bám theo sau lưng mình. Cô đi tới chiếc giếng đã bị lấp thì không nghe thấy tiếng ai nữa. Cô người ngốc rồi nằm vờn lên trên đám cỏ ngủ ngon lành. Cậu mình có chút khó hiểu nhìn xung quanh nhưng không thấy gì khả nghi. Cậu nghĩ bụng cha Liên là bị mậu du như thưởng lệ, nên nhanh chóng về cô trở lại về phòng. Cậu còn cẩn thận khóa bên ngoài để phòng cô tỉ dậy mở đi tiếp. Sáng hôm sau, liền tỉ dậy từ rất sớm vì cồn cào gan ruột. Cô mệt mỏi mở cửa bước ra ngoài. Thảo máu đang dịu cậu Long tập tảnh bước đi, xem ra cậu ấy bị thương rất nặng. Liền càng nhìn càng ứa gan, cô ngầm nghĩ. Đau thế mà vẫn có tâm trạng làm tình với con gà mái. Sao hôm đấy cậu ta không bị đánh chết đi cho rồi Cậu Long bước gần tới nơi Thì hỏi vội Này sao cô không ngủ trong phòng Mà chạy sang đây Liên nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt Cô dạ lòng phải thật kiềm chế Chứ không đã thùng cước đá thẳng vào miệng cậu ta Cô đóng cửa cái sầm Lòng cậu Long chẳng kịp hiểu tại sao Vợ mình giận dỗi vô cớ đến vậy Thảo Mão vội dục Cậu qua phòng ông đi Ông có việc muốn nói Hai người họ lại chậm chạp bơi tiếp Thì không còn nghe tiếng chân người liền mới mở cửa Cô bụng bảo dạ Có thực mới phượng đổi đạo Giờ mình nhịn ăn mà chết ở đây Thì mình khổ Thì bu mình khổ Chứ nhà lão ta chẳng mất mát gì Nghĩ vậy Cô chạy sầu xuống bếp Kiếm miếng gì lo dạ Nhưng toàn sóc nồi sạch bong kì kít Không có cái gì ăn được Mấy đám hổ cái ái ngại nhìn cô Ông, ông dặn ai không ăn đủ giờ thì đổ hết đồ ăn cho chó liền thở dài ở ngực nước mắt như sao khóc. Chẳng hiểu sao dạo này cô hay tuổi thân lại màu nước mắt. Liền toàn bước ra cổng thì đám gia đình rơi tay chạy lại. Ông có lệnh từ giờ mợ không được phép rời khỏi đây nửa bước. Liền tức giận đám hạnh xuống nền muốn chửi thể thảy tiếng. Phía xa còn mài khẽ nhem mép mỉm cười. Từ lúc nó lên làm mợ hai đám người hầu quay ngoát thái độ đối xử với nó khác hẳn. Mỗi tiếng mỡ, hai tiếng mợ ngỏ sớt liền chán hẳn bước vào phòng, nhưng khi đi qua tử đường, đã nghe tiếng ông Phú đập bàn, đập ghế. Chứ bây giờ mày muốn cái gì nữa? Thầy làm như có là đồ vật đấy, thích là giao bán, không thích thì đòi lại. Chẳng phải mợ cả là do thầy nàng nạc đòi lấy về cho con, bảo cho con ra sức phản đối. Giờ lấy mợ ấy về còn chưa âm chỗ, thầy đã tính lẩm lẽ, thử hỏi thiên hạ người ta nghĩ sao? Ông Phú gắt hỏng tao sợ chó gì thằng nào nghĩ với ngợi mày mà thích tao cho lấy một ngày cả tá vợ còn được ấy chứ con đấy nó nghĩ nó cao quý lắm luôn hách mặt với đời không có ai ra gì hết mà mày cũng có ưa gì nó đâu xưa tao bị chém hết nên mới ngăn cản chuyện mày với con mai nhưng sau bao nhiêu chuyện tao thấy con bé bị thiệt thòi đủ thứ lẽ ra nó là mợ cả phủ này mà giờ thành mợ hai thật sự có lỗi của tao Chẳng phải mày sống chết đòi lấy nó bằng được Giờ tao chấp nhận lại chối đây đẩy là sao Giọng cậu Long mệt mỏi Thế đừng có xét vào Có nói rồi không là không Ông phù di lên Tao mặc xác mày đồng ý hay không Tao đã quyết thì đừng hỏng cả được Ông đẩy luôn cái bàn Toàn bộ cốc chén vỡ tan tành Đám gia đình đứng im không nhu nhích Đấy thở cũng chẳng dám thở mạnh Cậu Long tập thấy bước ra khỏi từ đường Trước khi đi vẫn không quên khẳng định. Có nói lần cuối cùng rồi đấy, đừng để tình cảm chúng ta dạn nứt vì mấy chuyện vớ vẩn này. Cậu ấy mới bước ra ngoài, đã thấy liên đang ngò nghiêng. Mới có hai ngày mà nhìn cô ấy thảm hại rõ, tàu tài còn không thèm trải, quần áo nhan nhúm, mặt phở phạc thiếu sức sống. Này, tôi bị vậy sao không ở phòng chăm sóc tôi mà chuẩn biệt tích thế? Cô máu lạnh thật. Liên vẫn cẩn tức, cô trả lời cậu lốc. Ừ. Lại đây đỡ tôi về phòng Thả máu xuống bếp kêu mọi người làm chút đồ ăn Mau vào phòng cho cậu Sáng nay cậu ăn mà giờ lại thấy đói Thảo máu nghe vậy gật đầu đi luôn liền nghe thấy đồ ăn Thì bụng củ réo ở Mỹ Mai vừa thấy bao dáng hai người này Cô ta đã nhanh chóng tiến đến Cậu Đông, Em đã bảo hạn chế đi lại thôi Cậu ra đây làm gì Do máy thế này độc hại cho sức khỏe Để em dịu cậu vào còn chưa kịp để cậu ấy phản ứng Mai đã thản nhiên vỏng tay qua lưng Ôm lấy người đàn ông này Lòng vội đánh tiếng Tôi có chuyện muốn nói với Liên Phiền em lánh mặt một chút Mai cơn bưởi tức Nó bâu lên ngủn ngụt Nhưng cậu ấy đã nói vậy Nên cô ta đành cán răng làm ngọt Vậy cậu nói chuyện đi Lát em quay lại À có cái áo em để quên trên giường Cậu nhớ cất gọi lại cho em Liên bĩ môi nghĩ bụng Tổ sư cái con chập Mày cố chọc bà mày điên lên đây mà. Đã thế, bà đếch cho mày có cơ hội để thực hiện ý đồ nữa. Liền lập tức quẹn hoát thải độ, bơi tới tản tay cậu Long lên vai mình, rồi đỡ cậu ấy, cô nhan nhó. Mình ơi, em thương mình quá, giá mà em có thể chịu đựng thay cho mình, thì có chết, em cũng cam lòng. Cậu Long ba lớp lánh, khóe miệng hơi cao lên một chút, còn cô gái đằng sau giận muốn nổ đom đỏ mắt. Hai người vừa vào tới phòng liền đã đóng sập cửa lại Cô ngồi phỉ xuống Do cốc trà là một hơi hết sạch Bơ giác Cô liếc nhìn trên giường Nơi mà hai người họ đã từng ôm ấp nhau Rồi lại còn cú nhau lảo việc đó Càng làm cô nòng mắt Cậu Long vẫn tưởng Cô ấy tức vụ lập ai làm lẽ Là chú ý của mình Nên vội thay minh Thở ra vụ lập lẽ Ngợ miệng Tôi không có muốn lấy thêm vợ Tôi bị mê man bất tỉnh mới lết dậy Này tôi mới biết chuyện này Tôi từ chối yêu cầu của thầy tôi rồi Liền quắc mắt Mồm cứ gái nhoen nhoen Không muốn lập mà lê giường với cô ta Lại còn bày trò chiên chuột với nhau Nói không thấy ngượng mồm sao Cậu lòng hà hốc miệng Tỏ vẻ vô tội Phớ vẩn lê giường lúc nào Tôi sắp chết đến nơi Lết không nổi làm ăn gì được Ý của cậu là nếu có sức Thì cậu vẫn làm đúng không lòng thở dài. Trời hạ, à, tôi xin thề tôi không có làm gì hết. Mà sao tự dưng cô quan tâm chuyện này làm gì? Hay cô thích tôi rồi đấy? Liền hử mạnh. Gớm, báo lắm cơ, bà đây thẻ vào. Hai người cứ đôi đáp qua lại những câu chuyện không đầu không cuối như thế. Một la sau, thảo mão gõ cửa mà vào mấy đĩa cơm rang trứng với ít rau xào. Liền nhìn mà nuôi nước miếng ửng ửng, Cô lẻ liếc sang phía cậu Long thấy cậu ấy vẫn giữ dưng như không có chuyện gì. Cậu ấy kéo phần cơm lại gần mình, chậm chạp mua cơm bỏ lên miệng thì cô gái kia lì nhí. Cậu Long, sao? Tôi, tôi chưa có ăn gì. Người kia vẫn thản nhiên. Cô có chân, có tay, xuống bếp kia miếng mà ăn, chứ đòi người bị thương như tôi phục vụ chắc. Liền không dám kể chuyện hồi nãy, sợ cậu ấy coi thường nên cúi gằm mà xuống. Này, ăn đi. Lòng đẩy đĩa cơm lại trước mặt Liên Cô ấy mát sáng sử Tầm này mà còn tức là chỉ có chết đói Cô xúc cơm ăn ngầu nghiến Cô ăn như chết đói vậy Liên bỗng thấy tủi thân vô cùng Miếng cơm nghẹn lại ở cuống họng mạn chát Đúng cô bị chết đói thật Từ bé tới giờ Thể bu lúc nào cũng coi cô như lá ngọc cài vàng Chỉ cần cô đau ốm Là họ lo sốt vó Ở đây cô mới thấy thương thể bu mình vô hạn Vậy mà xưa giờ cô mải biết xong chơi Chẳng biết quan tâm lo lắng cho họ Thế cô ấy vừa ăn vừa khóc Nước mắt cứ rơi liên tục Cậu lòng vừa lại gần hốt hoảng Này sao đấy Sao lại khóc nữa rồi liền quay qua ôm chặt Gù mặt và bụng cậu nâng lên thảnh tiếng Tôi nhớ thầy bu Tôi muốn về nhà Tôi không có muốn ở đây nữa Cậu cho tôi về đi Chẳng ai coi tôi ra gì hết Họ coi tôi như người điên là sao chổi chuyên đi gây chuyện. Họ coi tôi thua cả một con chó, thả đổ hết đồ ăn cho chó cũng không cho tôi. Cô ấy cửa khóc sơn mới, bắt đầu giải bày một loạt tâm sự. Liền cũng không hiểu sao lại kể mấy chuyện này cho cậu ấy, cũng có thể ngay giây phút này đã vượt ngưỡng chịu đựng của cô. Cậu lòng ngây người, không nghĩ Liên phải chịu nhiều ở mức tới vậy. Cậu vỗ nhẹ nhẹ lưng cô a nùi. Xin lỗi là tại tôi, đã khiến cô gian nâu nỗi này. Liên siết thật mạnh đến mức người kia hơi run lên, không bị hại. Cô lúc này mới sợi mình đứng phát dậy, phải phía sau lưng cậu lao ra kiểm tra. Cô thất kinh bị chặt miệng. Ôi, sao cậu bị nặng thế này, vẫn chưa đỡ hả? Giờ phải làm sao? Không sao, bồi thuốc rồi đợi thôi, từ từ rồi sẽ khỏi. Liên kéo cậu ấy lên giường rồi rụt. Nào xuống, cởi áo ra, tôi rắc thuốc cho cậu. Người đàn ông kia ngoan ngoãn làm theo, khi chiếc áo vừa cởi bỏ, nhìn lên tờ lưng từ vết thương rách toác chưa khô, vẫn đang dỉ máu. Cô mím chặt môi cầm loại thuốc cậu Long đưa cho, rắc nhẹ nhẹ, vừa làm vừa suy xoa. À, Long bật cười. Tôi không kêu, cô kêu cái gì, cô có bị ảnh hưởng gì đâu chứ. Liền bỏ ngoài tay mấy lời treo chọc đó, vẫn chăm chú giao thuốc, Cô còn lấy tay quản nhẹ và vết thương để giảm bớt đau đớn. Buổi trưa, cậu Long cố tình kêu người mang đồ ăn vào phòng để Liên không phải sát mặt với những người kia. Mai thì làm vàng quanh đây, muốn kiềm cớ ở lại trong phòng chăm sóc, nhưng cậu ấy toàn nghĩ cách đuổi khéo. Liên sau khi ăn uống no nê thì xin phép lui ra ngoài. Cậu ngủ đi, tôi cũng về phòng đây. Long hiếu mày phòng nào cô lại sao nữa vậy? Tôi ở phòng cũ của con nào Cô Toàn quay người Thì người kia đã tù chặt lấy cái anh tay Không đi đâu hết Ở yên đây Lỡ may tôi có mệnh hệ gì Cô còn phát hiện kịp Chả phải tôi bị thế này Là do cô ban cho còn gì Cô phải chịu trách nhiệm Liên thấy bộ dạng khổ sở Vì đau đớn đường không vững của cậu ta Thì thấy hơi tội Cô trở lại góc nhà nào xuống đất Tay gao lên chán Cậu Long bị cô gái ấy làm cho nổi điên thật sự. Lên giường mà nằm, cô muốn hơi đất nó hút cho chết hay sao mà nằm đấy. Nghe từ câu này, liền bỗng trổ dạ. Là cậu ấy lo lắng cho mình hả? Vậy mà bữa giờ cậu ta nằm đây không sao? Biết chết vẫn cứ đâm đầu vào. Cô trông chế. Thì tôi không thích trung đụng, còn cả mái nó nằm rồi, tôi có chết cũng không ngủ ở đó. Cậu Long lý nhí. Tôi thay hết rồi, mới thay lúc sáng xong. Đầu liên như bị giáo mạnh, cô không nghĩ cậu ta lại nghĩ tới những việc này. Cô chẳng nghĩ ngợi được nữa, hai mắt cứ xíu cả lại, cô nhảy lên giường đánh một giấc ngon lành. Cậu Long cũng từ từ nào xuống, ở khoảng cách gần này, cậu cảm nhận rõ hơi thở của đối phương, còn tim mình đang đầu loạn nhịp. Buổi chiều hôm ấy, khi nghe tiếng bổ củi ngoài sân, liền mới cho tỉnh. Cô thấy đầu óc ong ong chân tay cứ giã rời Cậu Long thì không có ở trong phòng Cô mệt mỏi ngóc dậy Đi ra ngoài Đi bụng ra chỗ giếng kiểm tra Bữa giờ cô hay nả mơ Thì có người báo mộng ở giếng Có phần rất quan trọng Liền mở cửa bước ra Thì thấy Mai đang cùng cậu Long Ngồi trên thềm nói chuyện Cô ta xem ra vui vẻ lắm Cứ cười híp hát Lâu lâu khẽ nghiêng người để đụng chạm vào cậu ấy Này, ngoài kia đang lễ hội mua kiếm, cô đi không? Cậu mình từ đâu chạy sổ tới, vỗ vai Liên tươi cười. Tôi bị cầm túc ở phủ luôn rồi, thầy cậu không cho đi. Không sao, có tôi đi cùng, cô không phải sợ, đi thôi. Mình nắm chảy tay Liên kéo đi, nhưng cô khử lại, mặt méo sạch. Thôi, tôi không muốn cậu khó xử, cậu cứ đi coi xong, về kể tôi nghe. Liền vừa dư câu, thì lương thững đi ra giếng, Cậu mình vội vàng theo sát Thể tôi lúc giận hay nói vậy Chứ ông chẳng nghĩ ngợi gì đâu Cô nghĩ làm gì cho mể xác Liền chị ẩm ừ cho qua chuyện Cô bước nhanh cái giếng không người nhìn thật kỹ Thể cô ấy cậu mình nghĩ ngay ra Từ qua liền cụ ra đúng chỗ này Cậu thao hắc. Cô tìm gì vậy Tôi thấy người ta bảo mậu ra đây Là có thứ quan trọng mà chẳng thấy gì Cậu phụ giúp tôi xem có gì không Hai người lời tung tử mô hết, Phải tưởng đám cỏ Nhưng vẫn hoàn toàn vô vọng liền ngồi thử một chỗ lẩm bẩm Chả lẽ tôi mệt quá Nên mới tự tưởng tượng Người bên cạnh vội chờ nan Bình tĩnh không sao đâu Cô cứ thoải mái Đừng suy nghĩ nhiều Chắc do cô nghĩ nhiều nên mới vậy Bỗng ngoài sân có tiếng chui chéo Thủ hết quần áo mọi người lại đây Quần áo màu xanh và đen là đem đốt hết Hôm nay tao mới đi xin quẻ Thế phán phủ này bữa giờ gặp nhiều chuyện là do có con ma nó ám, nó ẩn mình trong đám quần áo đó, vậy nên phải đốt hết. Bà hai chống nảnh quang mắt ra lệnh, ông Phú đứng bên cạnh hỉ như đã ngẩm đầu ý. Bọn gia đình vào các phòng gom hết quần áo và bao tải mang đổ ra giữa sân. Liên thầy mấy tên kia tự động lấy quần áo của mình thì lao tới giận dữ. Ai cho phép các người động đến đổ của ta? Bà hai nhếch mép Đồ của ai cũng phải lôi hết ra đây kiểm tra Không riêng gì mình cô Lẽ nào cô làm việc xấu Nên có thật giật mình Thế bị kiểm tra bất chợt Mới dở trò chống phá Cậu Minh nha nhó Bùi thôi đi Sao suốt ngày nói móc xỉa sói cô ấy vậy Chú Bù nói sai à Con này nó tốt đẹp quá gì Ai mà chả thấy Muốn chứng minh trong sạch Thì để yên cho mọi người kiểm chứng con sen phát theo cái bao đựng quần áo của mợ cả. Nó lại gần chỗ ông Phú xông hạnh xuống. Hai người kia trồm hắt khi thấy trong đám trang phục của Liên có rất nhiều bộ đồ màu sắc chủng khớp như bà Hai miêu tả. Con sen tiện tay rũ tung đám đồ, bỗng nó nhặt một túi thơm rồi hét lên. Ông ơi, đây là gì thế này? Ông Phú sợ phát cái túi mở vội ra. Bên trong một chiếc vòng học và ba lá bùa ghi tên lẩn lượt. Ông Phú cậu Minh và cậu Long. Mỗi lá bùa đều vẽ một bức hình củ chân với các nét loàng hoàng đào không rõ. Bà hai thấy cái phòng thì thất kinh. Ơ, à, đây chẳng phải là cái phòng của bà Tư hay đeo còn gì, sao lại ở chỗ cô ta được? Liên chẳng hề ngại nhiên mà vẫn giá hoảnh, nhìn thái độ của cô gái này càng khiến ông Phú tự điên người. Ông ấy nghiến ràng kèn két. Mày cút đi, cút ngay cho khuất mắt tao. Từ lúc mày về đây, chưa có ngày nào trong phủ được yên bình hết. Chuyện này chưa qua, chuyện khác đã ập đến. Mày có bị điên thì thôi đi, lại còn xui xẻo, ám cả nhà tao thế hả con kia? Thế bua mày ăn cái gì mà đẻ ra mày xui hết phần thiên hạ thế? Liền nghe rời đây thì mà đỏ bừng bừng, cô nghiêm giọng Ông đừng có qua đáng, tôi không cho phép bất kỳ ai đụng tới thẻ bua tôi, ngay cả ông cũng không ngoại lệ. Bà hai nhanh chân bước lại, phun một lực thật mạnh thẳng và mái trái liên Nhưng còn chưa kịp chạy tới nơi Đã bị cô gái đó nắm chặt cổ tay tới chẳng phẩy, Liền hất mạnh là bà ta ngã rúi xuống hết. Ông Phú xem ra đã vượt mức giới hạn chịu đựng Ông đã mát nhìn quanh vớ được khúc củi khô Hùng hổ xông vào đòi xử ly li liên bằng thược Cậu lòng hỏa hốt Phụ vàng chạy tới ôm chặt lấy thể mình Còn cậu binh thì kéo liên ra xa Nói khẽ Cô đừng nói nữa thể tôi không thích ai cãi tay đôi đâu Liên vẫn bửa dỏ quá to tôi bị vụ oan chả nhẽ cứ phải giả cơm giả điếc cho người ta xỉ vả đánh đập hả cậu chịu được chứ tôi không chịu hôm nay tráng đen phải nói cho rõ một lần các người nhìn vào đống đổ kia xong nghi ngờ đổ cho tôi sao không động não lên rủng cái lỡ trong những kẻ đi kiểm tra đã cố tình bỏ vào rồi phụ oan giá họa cho tôi nếu trước vòng của bà tư là tôi lấy và đám hỉ nhân kia là tôi làm, thì tôi đã giấu ở chỗ kín đáo, không ai biết, chứ tôi đâu ngu mà để chỗ này. Đừng tưởng các người cậy đông hiếp yếu, hôm nay tụ cóc sợ, có giỏi thì sông hết lên, có con run sao lắm cũng quản. Ở được thì ở, không ở được thì đưa trả tôi về phủ với thể bu tôi. Lúc đầu các người sang đó xin rước tôi về, thì giờ cũng phải dẫn tôi lại xin phép cho đảo hoàng. Toàn bộ mọi người đều trợn tròn mắt, hạ hốc mồm, không ai dám nghĩ mợ cả lại to gan Dám đường đây thay thức ông Phú Sửa giờ chỉ cần ai cãi lại Cũng chết với ông ấy Chứ đừng nói ở đây mà trách mắng Bà hai gào ở Mỹ Loạn, loạn quá rồi Còn ra thể thống gì nữa Ông coi, con này nó qua quát chưa kìa Đời thủa nhà ai Con dâu lại đòi leo lên đầu lên cổ Người khác thế cười chứ Ông Phú đơ như pho tượng Cứ tưởng ông ấy sẽ nổi cơn thịnh nộ Nhưng ông nắm trả tay thành quyền rồi quay người bỏ đi. Hành độ lời này của ông ấy cả làm người ta thấy khó hiểu. Bà hai trơ trơ mắt đứng dậy, phủ quần áo, lở đợt chạy theo chồng. Bà cả với bà ba với đứng im lìm quan sát, tuyệt nhiên không đánh tiếng. Khi ông Phú đã điều khuất, cậu lòng xua tay cho đám gia đình tản ra việc ai người nấy làm. Cô Mai bề ngoài vẫn ôn nhu như thường, nhưng trong bụng lại đang ngầm toan tính kế hoạch cho riêng mình. Có sao không? Liên liếc nhìn cậu Long hử hạnh, trời chết được. Cô lại gần chỗ đống quần áo, nhà chiếc vòng của bà Tư ngắm nghía thở kỹ. Chiếc vòng này là bằng ngọc bít, có một đường bằng sợi thóc, giống như vết nứt trên bề mặt. Ở trên đó còn cột một sợi chỉ màu đỏ sẫm. Bỗng dưng, hình ảnh trong giấc mơ ùa về, làm cô có chút tò mò, liền đút vội cái vòng vào túi áo rồi gom toàn bộ quần áo lại cho vào cái bao. Cô hất hàm Đem đốt hết Con sen thất kinh Ôi toàn đồ mới Mợ không dùng thì cho chúng con Đừng có đốt phí lắm Liền gắt gỏng Tôi kêu đốt là đốt Đừng lắm lời Con sen nghe vậy cũng làm theo Chứ không dám lên tiếng nữa Nó kéo ra góc vườn đổ chút dầu hỏa Rồi châm lửa Kỳ lạ thay ngọn lửa đây xì Có mùi khét lẹt như đốt nhựa Còn bé hổn phách lên mây Còn rúm lại gần liên ly nhí Mợ, mợ ơi, sao lại kinh thế này? Mai tái mải đi, cô ta run rẩy phải viện vào cậu Long mới đứng vững. liền với chẳng mẹ may để ý đến mấy chuyện này. Cô bước thẳng về phòng mình đóng chặt cửa lại. Khi thấy an toàn, cô mới dám ôm ngực thở hổn hển. May mà, mà ông ta không đuổi mình thật, chứ nãy mà đuổi chắc thể bu mình mất mặt lắm. Mà cái đó là ai đường hỉ, tại sao năm lần bài lượt muốn đẩy mình vào con đường chết? Còn gả mái, bà cả, bà hai, hay bà ba? Ông Phú thì chắc chắn không phải. Ông ấy tuy độc miệng, nhưng thầm thông không nguy hiểm. Lần này thất bại, chú sẽ tìm kế kỹ càng. Phải tìm cho ra kẻ này trước khi nó ra tay đỡ tiếp. Liên lấy chiếc vòng trong túi lại ngồi nghiên cứu kỹ. Cô vẫn có cảm giác gì đó rất lạ mà không sao diễn tả thành lời. Cô nhò mắt đưa nó lên cao rồi tìm ẩn sờ nhẹ nhàng từng chút một nhưng đã nửa canh giờ trôi qua vẫn không thấy có gì khác biệt bỗng cậu long để cửa bước vào làm liên giật mình chữa tay rơi trước vòng rủ đất vỡ là ba mảnh ôi cô chỉ kịp kêu lên rồi nhảy bổ lại thấy một mảnh giấy nhỏ cuộn tròn nhét vào trong chiếc vòng thì ra vòng này thiết kế rỗng bên trong cô nhà tờ giấy nhanh chóng mở ra xem lở tới lở lui nhưng không có chữ gì liền nhìn chồng thao mắc tờ giấy này chắc phải vô cùng quan trọng Thì bà ấy mới giấu kín Thế mà giờ sao hả cậu Đưa tôi coi thử Lòng cầm tờ giấy quan sát Tờ giấy này trắng tinh Bình thường như ba tờ giấy khác Cậu ngâm nghĩ rồi nhẹ nhàng mang tờ giấy hơ qua ngọn đèn dầu Nín thở quan sát Dần nhanh sau đó Từng hành chữ màu nâu dần hiện ra rõ rệt liền bị chặt miệng ú ớ Ôi không thể nào Trên đó chỉ ghi vẻ vẹn mấy chữ, nếu tự chết, hung thủ là bà ba. Cuối cùng ở mép trái tờ giấy vẽ biểu tượng một con gà đang mổ thóc, liền phụ kéo cánh tay chồng. "Cậu ơi, sao tờ giấy trắng Nguyên khi hơ qua lửa nó lại xuất hiện chữ vậy?" Người đàn ông chậm rãi giải thích, "Đây là phương pháp mực vô hình, được sử dụng bằng nước chanh pha với một chút nước lọc, trộn đều hoặc dùng giấm thay thế. Khi hơi chúng qua lửa, khiến nước chanh giấm khô nóng lên, và chuyển sang màu nâu, dòng chữ sẽ hiện ra. Liền gật gù. Ghê thật, cách này mà bà ấy cũng nghĩ ra. Mà hung thủ là bà ba thật hả cậu? Sao bà Tư biết trước hung thủ mà lại không phải trần từ đầu cho thầy cậu biết? Dù sao giữa hai bà ấy, ông Phú vẫn đi lời bà Tư mà. Cậu lòng giọng vẫn đều đều. Chắc chắn bà ta bị làm thóp, hơn nữa việc này phải vô cùng quan trọng nên bà Tư mới không dám nói cho thầy tôi nghe. Còn việc hung thủ là bà ba với mục đích gì thì chúng ta cần phải điều tra đã. Chứ tờ giới này chưa nói lên được điều gì hết. Có thể là do bà Tư sợ nguy hiểm nên kỳ trước đề phòng hoặc cũng có thể là người nào đó cố tình ngụy tạo hiện trường giả. Liên vẫn bàn khoan. Nếu tôi là bà Tư biết mình nguy hiểm tôi sẽ dùng ký hiệu rõ ràng chỉ đi danh hung thủ. Chứ viết vậy lại nhét trong phòng học giả sử có được trước phòng thì cũng đâu ai biết trong đó có tờ giấy. Mà ví dụ phát hiện được tờ giấy cũng đâu biết cách coi được. Cái này tôi thấy khá cổng cành, không khả nghi. Vậy ý của cô là có kẻ cố tình làm vậy hả? Tôi vẫn nghiêng về suy nghĩ hùng thủ cố tình đáy lạc hướng cho chúng ta. Nhưng vẫn thắc mắc ở chỗ tại sao hắn lại viết bằng cách như cậu nói để làm gì. Khó hiểu quá nếu không ai biết thủ thuật này há chẳng phải công cốc à? Còn nữa, tại sao bà Tư vừa chết thì lại dỡ luôn phòng bà ấy? Có phải người này sợ bà Tư sẽ để lại chứng cứ bất lợi gì không nhỉ? Cậu Long nhỉ vợ đầy nghi hoặc. Bây giờ bất kỳ kết luận gì cũng đều chưa có cơ sở, vậy nên cô cứ bình tĩnh coi như không hay biết. Tôi sẽ thông tin ra ngoài đã có bằng chứng bà Tư để lại. Nếu ai là hung thủ, ác có thật sợt mình, kiểu gì cũng để lộ sơ hở. Liên nhìn cậu ấy chằm chằm rồi buột miệng. Cậu có ghét tôi không? Người kia khự lại vài giây rồi nhẹ giọng. Không, cô có làm gì đâu mà tôi ghét. liền cúi gả mặt. Tôi về đây mang bao chuyện xui xẻo, chẳng ai ưa tôi hết. Nhưng nếu có ngày, thầy cậu đuổi tôi đi thật, thì cậu sẽ làm thế nào? Nhìn cô ấy sống mũi đỏ ửng như sóc khóc, lòng có chút bối rối. Này, lại sao nữa vậy? Yên tâm, tôi bảo vệ cô, không ai bắt cô rời khỏi đây được hết. Thế lỡ thể cậu cứ cố tình bằng mọi giá đuổi tôi đi Thì tính sao Người đàn ông kia chẳng suy nghĩ mà đáp luôn Tôi đi với cô Cậu ấy nói xong Thì cả hai cùng im lặng Bỏ không gian tĩnh mịch như tờ Tử trừng nghe rõ tiếng con ruồi đang bay lượn Họ cứ ngồi cùng nhau như vậy tuy nhiên không ai nói với ai thêm lời nào Cuối cùng thấy ngột ngạt quá liền vụ đánh trống lảng Tôi ra ngoài chút cô ấy còn chưa dứt lời đã lồm cùm bò ra cửa chân tay lộc cộc kiểu gì đầu cả đầu vào cánh cửa gỗ cậu long vừa đứng dậy như liền đã ra hiệu không sao cô ủ té chạy ra ngoài mấy đứa gia đình thấy mợ cả chạy như ma đuổi thì đảo mắt nhìn nhau giờ nhanh hành động này đã lọt vào hát của cô ấy liền hét toáng ma, ma, có ma cứu ta thảo mão với thẳng đậu mải cát không còn giọt máu run như cầy sấy Mợ, ơi, ma nào Liền chỉ tay về phía phòng bà Tư Là, là bà Tư với bà lão của chân Họ đang gửi khanh khách nhìn chúng ta kìa Mấy thằng gia đình nghe vậy Đã làm dở việc Cũng vứt đổ lại co cảnh chạy ba sông ba chết Phía xa Bà ba khoanh tay điểm tĩnh nhìn về phía liên Bơ giác cô ấy quay lại Bố mắt họ chạm nhau Nhưng chẳng ai thấy ngả nhiên Với bình tĩnh tới hạ thường Một luồng gió lạnh thổi tung mài tao liên Lão cô có chút sợi người Nhưng cô vẫn tự trấn an bản thân Có lẽ nhà này có ma Những ngày sau đó mới thật sự là cực hình Cứ nửa đêm là có tiếng chiêu lợn kêu ế eh ế eh Như muốn báo trước dấu hiệu chê chóc Bọn gia đình không dám lở vờn xung quanh vườn Mỗi khi đi kiểm tra Phải rủ cả bốn năm người đi chung Chúng chuyển tay nhau Khi đi mang theo một chiếc đũa Với một củ tỏi bỏ trong người Hôm nay đến lưỡi Thảo Mão với đám thảo dần cay gác. Vừa lúc sang canh, Thảo Mão bất chợt ôm bụng. Tao đau bụng quá, không biết ăn phải cái gì mà đau lâm rông suốt từ trời tối. Mày cay gác hộ tao, để tao đi giải quyết đã. Ừ, đi nhanh rồi về. Thảo Mão mặt xanh lét, lâm tớ mổ hôi, xem ra nó bị nặng thật. Thằng này cầm cái đẻ dầu tủ mù, là mò ra sau vườn. Vừa đi qua cái giếng, đã có tiếng the thế. Giết Giết Thảo Mão sang vào vào nhau lẩu cập Nó quay phát ra sau Nhưng vẫn không thấy bóng dáng ai cả Nó đành tự an nổi bản thân Chắc mỉ sợ quá nghe nhầm thôi Nó đánh bảo đi sâu vào trong Thì bỗng một bóng trắng phủ qua Lời này thần hồn hát thần tính Nó quăng đèn bỏ chạy Buồn hết mà lưỡi cứ liếu cả vào nhau Nó chạy được vào tươi sân Thì ngã trồng cành xuống hết Mày làm sao vậy Thả đậu đập mạnh vào vai hỏi phội. Tao, tao, à, à không Tại tao đau đầu Nên chạy nhanh vào đây để phòng trung gió Thả đậu mỉa mai Sợ ma thì nói mẹ nó ra Mày đạt đau đầu với trả trung gió Mày tưởng tao là con nít lên ba chắc Mão giọng thều thào Mày, mày ơi, hỉ như Á à. Thả điên này, có còn góc thôi Mà mày làm như sắp chết tới nơi Khột hồn ra mà canh khác đi Chứ để ông mà biết mày trốn việc là no đòn đấy con hạ Toàn tưởng với trải tượng Mà quỷ gì ở đây Chết là hết Thả đầu soi đèn bỏ đi kiểm tra quay phủ Ở đây nó là người bạo gan nhất Lại có chút võng hệ Nên không tin mấy chuyện ma mãnh Thảo máu buồn rùn ngủ một hồi cho tỉnh táo Mới dám mở ra cổng Dạo gần đây nó hay mơ thấy ác mộng Lại còn nghe tiếng kêu thảm thiết Lúc nào nó cũng trong tâm trạng bất an Sợ hãi trong phòng, Mai và một người đàn bà đang cãi nhau gay gắt. Tôi đã nói bà làm cho tử tế vào, mất bao nhiêu công sức vẫn không đuổi được nó. Nó là khắc tinh ở đây, nếu không hại được nó, đừng hỏng làm được chuyện lớn. Người kia cũng không vừa. Mà im đi, tao cũng cố gắng hết sức rồi. Đâu biết cái lão phú lại sợ chết vì nó chửi như chửi cho thế, mà câm như hến không dám mở miệng. Lão dễ dàng cho qua vậy, thì mày bảo tao sửng cổ lên chửi nó tiếp chắc. Là vậy, Họ cảm suy nghĩ Lại nghĩ tao cố tình dồn nó vào đường chết Mai bực bội Tôi chẳng quan tâm lý do lý chấu gì hết Điều kiện trao đổi của chúng ta Tôi đã làm cho bà rồi Vậy nên tôi không chấp nhận Có chút chuyện còn con này Mà bà cứ mãi không chịu giải quyết Còn nếu cảm thấy làm không được Thì báo cho tôi một tiếng Tôi tự ra tay xử lý Nhưng mà bí mật của bà Người kia mà xám xịt Được rồi, được rồi cái gì cũng cần phải có thời gian. Tôi sẽ nhanh nhất có thể tống khứ của ta ra khỏi đây. Mai kéo người phụ nữ lại sát cạnh mình thì thầm. Còn chuyện này nữa, tôi muốn cậu Long phải toàn tâm toàn đi với tôi. Từ giờ trở đi, đồ ăn nước uống của cậu ấy và phải rắc thêm thứ này vào. Người đàn bà kia mặt tối sầm, giọng khản đặc. Ôi, khó đấy. Thả Long nói tinh ý lắm. Chỉ cần có mùi lạ là biết ngay. Với lại giữa ông Phú bạn ăn uống tự túc Thả đấy nó ăn củng con liên Thế lỡ con kia nó có mệnh hệ gì Là lộ tẩy hết Mai mặt cơn cơn thay thức Còn đó có máu điên bẩm sinh Lần này nó điên luôn cả tốt Thu kia làm từ tinh dầu của cây ngải Không có mùi hay vị gì đâu Yên tâm Chẳng qua bà Phú phụ trách nấu ăn Bà ta lại không ưa tôi Nên tôi mới không làm gì được Chứ việc này đối với bà dễ như trở bàn tay Bà đi lại trong bếp, xài vú bảy đi ra ngoài lấy đồ, rồi đổ vào là xong. Cậu lòng cậu ấy khẩu vị khác người, nên phải nấu riêng một nồi, cứ đổ vào nồi ăn của cậu ấy thôi. Sáng mai, bà làm luôn đi. Cậu ấy hay có thói quen ăn sáng xong, uống cốc trà gừng, chứ tôi không thể chờ được nữa. Người phụ nữ kia có chút bớt mãn. Việc cô làm cho tôi bé như cái mong tay, còn việc cô nhở tôi thì đủ thứ. Mai cười nhạt, ơ hay thế cái vụ bà cụt người phụ nữ kia trổ qua vội bị chặn miệng nói khẽ yêu ngay tài phách mày rừng để đến tai ông phú lại chết cả lũ thôi cô về phòng đi rồi làm gì cũng phải nhìn trước ngò sau không người ta suy nghi thẳng long nó im ỉm mà ghê lắm không gì qua đường mắt nó no đâu xưa nay nó chăm sóc nghe theo cô nhưng từ lúc con liên về đây là nó quẻ ngoát thái độ nó không bất chấp bảo vệ cô như trước nữa đâu cẩn thận vẫn hơn Mai đứa dậy đập bản tức giận. Bà lo việc của bà cho xong, chứ đừng có mà sửng mỡ. Cô ta nói từ đó thì mở cửa ra ngoài. Trong mả đêm, một bóng đen đang nhếch mép cười lạnh. Để coi, tao sẽ cho từng đứa, từng đứa phủ này xuống ốc tảo địa phủ để tạ tội với em gái tao. Sáng hồ sau, như thưởng hệ, còn hạnh bước đồ ánh sáng và tận phòng mở cả. Nó đứng bên ngoài gõ cửa mãi vẫn không thấy ai lên tiếng cuối cùng con hành đánh hạo để cửa bước vào căn phòng trống trơn hoàn toàn không thể bao dáng cậu mợ đâu hết nó đặt mâm cơm ngay ngắn trên bàn mùi đồ ăn thơm phúc bốc khói nghỉ hút. cái bụng nó lại đang réo ở mỹ tối qua nó vô lệnh bà hai qua lả bên các thuốc thành ra về muộn nên đánh ông bụng đói đi ngủ chẳng ai phẩn cơm cả nó nghĩ bụng đồ ăn nhiều vậy cậu mợ ăn cũng không hết con xin phép cậu mợ cho con ăn thử vài miếng. còn hỏa mắt, chóng mặt, sắp xỉu ra đây rồi. Nó chạp tay phải lấy phải để nhìn quanh, rồi nhẹ nhàng khép hở cửa. Tay cầm đũa gặp nhanh cho lên miệng, mắt thì liếc liên thoáng ra ngoài cửa. Ngon quá! Nó ăn ngấu nghiến, càng ăn càng thèm, không thể cưỡng lại được. Chỉ một loáng, đã ăn hết một phần ba số đồ ăn. Sau đó, nó lau sạch đũa và vạt áo để ngay ngàn lại, như chưa có chuyện gì xảy ra. Nó liềm hết vụ đẩy thỏa mãn Từ lúc lò lòng tới giờ Đây là lần đầu tiên Nó được ăn những món ngon tới thế Xưa này toàn cơm thừa canh khẳng Đồ ăn thừa của chủ mới tới lượt đẩy tớ Nó ngâm nghĩ thấy thương Cho số phận hẩm hưu của mình Còn hạnh khẽ thở dài Rồi nhẹ nhàng mở cửa đi làm việc tiếp Trừ nửa cây giờ sau Cậu Long vừa liên mới trở về Hai người họ cái hình kình Xét theo cả đống đồ Tui lớn tui bé Tú nào cũng bỏ vải đen bên ngoài Nên chẳng ai biết bên trong có gì Thả đạt với thảo mão Vội chạy ra cuồng quýt Cậu mỡ xách gì nặng thế Đưa đây con cẩm giúp cho Không cần Hai vợ chồng không hẹn mà gặp Đổ loạt thô lên Họ giả bước nhanh vào phòng Xem ra điều bộ lầm hết Nhưng đang dấu giếm chuyện gì quan trọng lắm Cậu Long còn quay ra can dặn. Cờ mai bước vào phòng đau Không tao độc què giò Cô Mai từ ngoài giếng bước tới chỗ Thảo Mão, hơi gắt. Qua kêu cậu sang phòng ở có chút việc. Thảo Mão tờn hơi luôn. Cậu ấy với mẹ cả vừa mới đi đâu về đấy mẹ ạ. À. Cậu cấm tiệt không ai được quấy rầy, còn sợ lắm, không dám kêu đâu. Vừa lúc này, con hành quần áo sổ sạch, đầu tóc rối bù, đang khóc cái xem sách vào nách. Nó nương mắt lái trá, vừa đi vừa lỏ bẩm. Cậu, cậu là cậu hại đời tôi. Mai thấy thời sắc khác thường thì vội quát. Mày đi đâu mà nhìn như con điên thế này? Còn Hạnh quả khóc như đứa trẻ mà đưa đẫm đỏ hầu. Con, con bị cậu lào nhục. Cả ba người còn lại thất kinh, thảm hão lao bóc. Cậu, cậu nào làm nhục mày? Còn Hạnh nghề ngốc rồi lại bật cười. Thôi, không nói đâu, ngại lắm. Mai tắt mạnh vào má nó, xít lên. Cậu nào? Còn Hạnh thấy mình bị đánh thì điên tiết sán tay áo lao tới nó cứ tung tóc và bôm bốp vào đầu mai sức của mai không ăn nhầm gì với con hạnh cả mai bị nó đẻ xuống đất đập lia lịa con con điên này cứu tao hai đứa bay mù rồi hả bà giết mày thảo mão với thằng đạt lúc này như sử tỉnh mau chóng tung lấy con hạnh lôi về sau Con đó xem ra vẫn hăng máu lắm chân tay đảo loạn xạ miệng chảy rãi ròng ròng tao là vợ của cậu minh Cậu mình với tao đã động phòng rồi Đứa nào giỏi động vào tao thử Hai thằng kia lời này cứ ngỡ sẽ đánh hàng tay Vội buông tay Chúng nhỉ nhau lắc đầu Chuyện này là sao Mai sau một hồi hỏa loạn Cô ta đã hiểu ra vấn thể. Thì ra con hành lén ăn vụ đồ ăn bị trùng thuốc Nên mắc bệnh ảo tưởng Cô ta vội có cảng bỏ chạy Rồi thét lên Con hành bị ma nhập rồi Mà bắt lấy nó Toàn bộ gia đình nghe tiếng hét thì ồn đùn chạy tới, khung cảnh hỗn loạn vô cùng. Vợ chồng cậu Long cũng có mặt ngay tức khắc. Còn hành bị trói chặt bằng dây thừng, nó vẫn không ngừng la hét. Cậu Minh, cậu Minh cứu em, em đang mang thai con của chúng ta đây này. Ông Phú với ba bà vợ nghe tiếng huyên áo cũng vội chạy đến. Cậu Minh mặt méo sạch, nhìn liên lá bóp. Tôi, tôi có biết gì đâu. Bà hai trao mày. Con ốt dịch này, mày sướng quá hóa sổ à? mày dám với bẩn thay danh của cậu Minh, xem ra là khát mày tóc mở rời thật rồi. Hôm nay tao móc gan mày ra, xem nó là bằng gì mà chơi chén, mất liềm sỉ tới phải Còn Hạnh chỉ thẳng mặt bà hai, bà còn bà là hung thủ giết chết bà thư. Bà hai há mồm trợn trưởng mắt, ông ơi, con này nó bị điên thở đấy, ông ơi. Ông phủ xí lên, mày nói sao, mày nhìn thấy gì cơ? Còn Hạnh ngờ mặt lên trời cười khanh khách coi thấy cậu Long cầm dao cắt cổ bà Tư. Bà ba vội xen vào, nhìn điều bộ con này chắc hóa điên rồi. Thôi, ông đuổi cách nó đi cho xong chuyện, ta không thèm chốc loại này. Phú Bảy lợn đợi từ ngoài vườn, cầm gái quốc chạy vào, Phú quỷ sủ xuống đất và xin. Tôi càng sơm cán khỏ, tôi lại ông bà cộm mợ. Cái hạnh nó là con gái của em trai tôi, thể bu nó mất sớm. Trên đời này nó chỉ còn mình tôi là người thân duy nhất. Xin ông bà dơ cao đánh khẽ tha cho nó Tôi sẽ làm câu đôi Làm tất cả phần phiểu của nó Tôi quỷ lại ông bà Xin đừng đuổi nó đi Bà cả nhìn Phú Bảy đầy thương cảm Thôi thì nhúc con Hạnh ra cái tròi Chứa củi phía sau vườn Dù sao Phú Bảy đã phục vụ Phủ chúng ta gần ba chục năm Còn Hạnh xưa nay cũng chăm chỉ Ngoan ngoãn Để tôi kêu thể về giải cho nó vài bữa Là nó khỏi lại ngay ấy mà ông phú trao tay quan sát đồ lòng mày nhíu trả lại bây giác ông lên tiếng từ giờ đồ ăn thức uống dưới phòng bếp do phú bảy trực tiếp chuẩn bị cấm mai được lần vẩn xuống khu vực đấy dù bất kỳ lý do gì tao sẽ chọn thẳng đạt với con sen thử nghiệm đồ ăn trước để đề phòng có chuyện đứa nào đang có ý định xấu khuôn hồn giữ lại bảng không tao cho sống không bảng chết còn Hạnh ngay sau đó bị lôi xảy sạch ra sau vườn. thọ đạt còn vo tròn miếng rẻ nhét vào miệng để nó khỏi ăn nói lung tung. Bà Phú cũng đi theo sát đám người đó. Ông Phú bất ngờ nhìn sang cậu Long, giọng trầm hẳn. Có nói vụ án bà Tư có manh mối là gì vậy? Cậu Long nói khẽ. Từ từ đã thầy, hùng thủ sắp lộ mà rồi. Hùng thủ chẳng phải ai xa lạ mà là người gần kề chúng ta nhất. Đợi con vài ngày nữa, sẽ công bố cho cả phủ để kẻ gian tâm phục khẩu phục, sẵn tiện nhốt kẻ đó vào nhà lao để hiểu được cảm giác địa ngục trần gian thật sự ám ảnh cỡ nào. Liền nhan mặt, giọng run run. Ê ơi, trong đó tôi biết rồi, toàn chuột bọ, gian xết, ẩm thấp hồi hàm lắm, mà còn có nhiều phạm nhân đập đầu tự tử chết nên oan hồn hay về báo oán. Có lần thời tôi kể đi kiểm tra bất chợt ba đêm, Thì bóng trắng của đầu lượn lở khóc ngục à. Bà cả với bà hai nhảy lên ôm chồng lấy nhau Bà ba với con Mai thì vẫn bình thản chẳng thèm nhếch mép Ông Phú phẩy tay Mà quỷ gì ở đây? Nó vớ vẩn Chiều nay tôi sang nhà lão nghị ăn dỗ cụ cố Cả bà ở nhà chăm lo cho chu đáo Tôi về muộn đấy nên không cần chờ cơm Cứ ăn trước đi Ông Phú chọn lấy mấy thằng gia đình đi cùng Ông ấy vừa đi khuất thì liên cố tỉnh nói to Bùa ơi, Hồi nãy có thể ở đây Con không dám nói tiếp Nhưng trách nhiệm làm dâu Con bắt buộc phải kể để mọi người biết đường cẩn thận Bà Tư không phải tự tử đâu Bà ấy bị người ta xiết chết Đêm nào bà cũng về báo mộng cho con Lùa con ra ngoài giếng Bà ấy bảo bị người ta trúc mê bảng hương Rồi dùng gỗ đập vào đầu Xong phát ra giếng ném xuống Giờ mà bà ấy còn kêu đau sau gáy Không ngoái cổ được Từ lời cô gái này nói lúc trầm lúc bồng lưu sắc lạnh lưu lại như tâm tình càng khiến người khác rủ rợn bà cả mà xanh lẻ xanh lét nói không ra hơi thế thế ai là người giết bà ấy liên mặt vẫn nghiêm túc bà ấy nhai tiền hung thủ mà giờ con không dám nói nhưng bà tư có để lại một bức thư trong chiếc phòng học viết bằng mực vô hình trong đó ghi rõ nguyên nhân tại sao bị giết và còn nói tới phụ bà lão cụt hỏa ra bà cụt ấy thân thế cũng không hề đơn giản bà ta cũng có thủ với người trong phủ, lại còn nắm giữ bí mật đậu trời nên bị giết chết, hỏng bị đầu mối. Bà hai sắc mặt thảm hại thấy rõ, cả người run bẩn bật. Thật, thật hả? Ta tưởng mỗi ta bị bà ta ám, hóa ra cô cũng bị. Bà ba liếc nhanh sang bà hai, mỉa mai. Chị bà cũng thấy báo mỏng ấy hả? Em lại cứ ngỡ em nghe nhầm. Xưa nay em tưởng ma quỷ thấy chị phải chạy cho xa, Chứ xem ra bà tư này cũng gan phết đấy Chị cả Chị có mơ gặp thấy gì không Em mong gặp để hỏi một số chuyện Mà em ấy lại chẳng chịu hiện về nói Chắc tại em cao số quá Khổ thế cơ chứ Bà hai sủi sùi phiện vào bà cả Chỉ đợi em vào phòng Chứ em được không vững Bà ba cười nhạt Cũng lảng đi chỗ khác Mai chậm chạp tiếng gần chỗ cậu Long Kéo lấy tay cậu Cậu Long ra đây Em có chút chuyện nhờ cậu chút Liền đẩy chồng ra sau Hất mạnh tay Mai ra khỏi Còn gì nói luôn ở đây Hay định thú nhận phụ con hạnh Là việc tốt mà cô gây ra hả Mai khao lóc Cậu Long cậu quên lời thề của cậu Với bu em rồi sao Bí mật của cậu có cần em nói cho cả thiên hạ này Biết luôn hay không Cậu Long tối sở mặt Kéo mạnh tay Mai ra một góc xa Chẳng biết hai người họ nói chuyện gì Mà xem ra tranh luận gay gắt lắm Coi mai không ngừng không nước lên ôm lấy cậu ấy nhưng bị người đàn ông kia đẩy ra. Cậu Long hiển như vô cùng tức giận chưa khi nào thấy cậu ấy phản ứng mạnh tới vậy. Chàng gái một hồi thì Long bỏ đi mà kệ coi mai đang ra sức níu lấy cánh tay vai này. liền chắp tay trước ngực ngầm nghĩ. Xem ra hai người này vẫn còn rất nhiều bí mật mà coi mai nó làm thóp gì mà lại có thể khiến cậu Long hốt hoảng tới vậy được. Mai ở mức quỷ nước mắt lao như bay về chỗ liên Nó nghiêng răng nghĩa lợi Mày đừng có đắc ý sớm quá Nếu không có tao Bệnh của cậu ấy sẽ tè phát Đau tới tận xương, tận tủy Rồi cậu Long sẽ phải quỳ xuống Và xin tao tha thứ Liền bật cười Đá mạnh vào đầu gối Chỉ trơ mắt đã ấn bả vai con mai đất. Quỷ sủ hết. Nó quỳ sủ sủ hết Vùng vẫy Ý mày là quỳ như thế này hả Liền tươi cười một tay giữ chặt bả vai ấn xuống, tay còn lại chẳng chút thương tình mà tát bôm bốp vào mặt nó, tới mức hẳn rõ cả năm đầu ngón tay. Vừa tát, cô ấy vừa quá lớn. Hôm nay, tao mới chỉ cảnh cáo nhẹ, cái loại con hầu mà dám mơ làm chủ phủ này. Những chuyện mày gây ra, trời biết, đất biết, bản thân mày biết. Cây kim giấu trong bọc, lâu ngày cũng phải lòi ra. Thứ hai, mày dám đe dọa cả cậu Long là xem ra mày bị điên nặng thở đấy. Cậu ấy chẳng qua vì ơn nghĩa hồi bé của bu mày nên mới cưu mang. Nhưng mày lại luôn ôm mộng ảo tưởng cậu ấy yêu mày. Nếu như cậu ấy có tình cảm với mày, tại sao lại lấy tao làm vợ? Lũ ông Phú bắt lập mày làm lẽ, cậu ấy nhân quyết không chịu. Mày phải biết động não chứ. À mà quên, gà mái óc nhỏ như hột me, biết đấy đâu mà suy nghĩ. Còn chuyện này nữa, chứng cứ mà bà Tư để lại có liên quan tới mày đấy. Liệu hồn mà cầu nguyện đi, quả báo đến nhanh lắm. Liền tiện chân đào thẳng vào người, làm nó ngã phải sụt hết, ánh mắt cô vẫn hẳn tưởng tia đỏ. Mày có dám có ý nghĩ xấu xa với cậu Long, tao thể tao sóc xương mày. Cô ấy lấy tay đấm hạnh vào cây cột gỗ bên cạnh cây đó gãy lảo đôi. Còn sen đang bê chậu đổ đi phơi, thế cảnh tượng này nó luôn cuống bổ nhào xuống sân, liêng gượng cười. À, cây này mối đục nhiều quá, mà mới tự người vào mà đã gãy rồi. Thôi, la kêu thản đạt kiếm ghề khác, trốn xuống thay cây này, chứ để đây nguy hiểm quá. Liền hử mạnh mai rồi mới bỏ đi. Vừa thấy bóng dáng cậu Minh ở sau vườn, cô cũng chạy thoát ra ngoài đấy. Người đàn ông đó mưa rơi nhanh, mà dù cô chạy theo luôn, nhưng khi tới nơi lại hoàn toàn mất dấu. Liền nhìn quanh khắp nơi mà vẫn không thấy cậu ấy đâu. Cô nghĩ bụng. Quái lạ, người vừa mới ở đây mà đã biến mất nhanh thật. Liền tò mò nét sát men theo bụi cây để tránh người khác để ý. Cô cứ đi thẳng ra cuối vườn. Mọi khi nghe đám gia đình bản tán khu vườn có ma, làm cô bàn tin bàn nghi. Ban đêm thì dù có ăn gan hùm, mở gấu, liền cũng không dám ra đây. Ban ngày thì cô không sợ. Nói là không sợ, chứ rửa ra vẫn lạnh sống lưng. Cô ấy không dám thở mạnh, vừa đi vừa nhìn trước ngò sau để đảm bảo an toàn vừa đi tới bụi chuối thì có tiếng ly nhí bù ơi suốt cuộc con phải ở lại đây đến bao giờ liền ngồi thủ xuống ghé tai lại gần nghe ngóng Hóa ra con hành đang nói chuyện với bà phú cô sợt mình quái lạ sao con hành lại gọi bà ấy là bu rõ ràng mọi khi nó gọi bằng gì cơ mà phú bảy đưa cho nó lọ thuốc xúc hết vào miệng đợi nó uống xong bà a nủi còn chịu khó ít hôm nữa, nhớ cứ giả điên điên khủng khủng, lúc tỉnh lúc mê, để cho chúng nó tự nghi ngờ câu xe lỡ nhau, mình sẽ được khở lợi. Bù nhất định sẽ đòi lại mọi thứ thuộc về chúng ta, vậy nên còn phải chịu khổ chút. Liền gõ gõ ngón tay sủn hết. Hóa ra họ cũng không có đơn giản. Vừa thấy cậu mình xuất hiện, còn Hành đã đỡ đấn cười nói, nó giơ tay bốc vội nằm đất xoay đẩy mặt, mũi tay cười cười cậu Minh từ thăm con chúng ta hả? Nó so bụng nhẹ nhàng. Lời này chắc là con trai, chứ không phải con gái đâu. Em thấy nó đã đạp đây này. Phú Bảy lắc đầu ngán ngẩm. cha láng cơ cậu hạ, chẳng hiểu sao đang khỏe mạnh, vậy mà lại thành ra thế này. Tôi phải dắt nó ra đây, hít tí khí trời cho mau lành bệnh, chứ nhốt nó trong kia còn nặng hơn nữa. Đảo nào cũng đang mất công cuốc đất trồng khoai. Phú Bảy cúi xuống cổng quốc phun hành tử luống, còn hành thì lấy tay cào đất lên cao, nó vừa làm vừa hát khe khẽ. Cậu mình rủi vội vào tay bảo vú một bịch nhỏ, bà ấy ngay lập tức nhét vào cào quần rồi cúi mặt lý nhí. Cậu phải cẩn thận. Cậu mình đưa xong thì vừa rào ra ngoài mới hút, bà vú cùng kéo hành vào ngôi nhà tranh, liền không dám đi theo, sợ bị phát hiện. Cô có đang bẩn thần sâu chuỗi các sự việc, thì một lực mạnh đập thẳng vào đầu làm cô choáng váng. Cổ cô bị dây xích cuốn hai vòng rồi lốt sảnh sạch. Liền giữ chặt cổ để duy trì sự sống. Chân cô bị trả mạnh xuống nền đất sỏi tới bởi máu. Cô gái ấy hít một hơi thở sâu rồi bất chợt buông thõng tay, trần không nhúc nhích. Hai tên kia kéo thêm đoạn nữa khi chắc chắn cô gái này đã bất tỉnh mới dừng lại. Chúng quảng cái xích xuống đất, mò men lại chỗ liên kiểm tra xem cô đã tắt thở luôn chưa? Một tên vừa đưa tay lên mũi liên thì cô ấy mở trưởng mắt, đấm ảnh vào mặt tên đó chỉ cả mau mũi, bật ngửa về sau. liền trổm dậy, hai tay giữ chặt mắt xích khóa nhảy lên mà quân liên liệu vào tên còn hại. Hai tên này rất nhanh sau đó đã bị hạ gục. Cô tủn thóc hơn mà chúng lên cao. Hóa ra hai tên này là gia đình trong phủ nhưng chuyên phụ việc ngoài đồng nên cô lâu lâu mới thấy mặt liền ba chúng ngồi quay mặt lại nhau rồi rõ rạc. Tát thật mạnh thằng bên cạnh cho tao, đứa nào thắng, tao tha cho tội chết. Hai thằng kia co rúm lại không dám động đậy, khác hẳn với vẻ mặt khát máu hổi nãy. Liền điền tiết hé to. Tao đếm đến ba, bỏ không, tao lôi hai đứa bay vào cho cậu Long xét xử. Hai tên gia đình nghe tới đây, lở tức tát bốp vào mặt người đối diện. Chúng cứ ta quà tát lại, mó mồm hò mũi tuồn xối xả ta từ lúc tay giã rời mà mọi cả vẫn cứ lại băng như tảng đá cuối cùng mỗi tên không chịu được nên đành phải cất tiếng trước mọi ơi Con biết tội con có chết ngả lần cũng không để hết tội nhưng con bị người ta ép phải giết mợ nếu không cả nhà con họ cũng không tha liền cán đôi ngọn cỏ thản nhiên dò hỏi ai thằng kia lắp hấp là là bà bà ba liền bẻ khâu tay kiểu sắc sắc, tên đó nhắm trả mắt lý nhí. Thật sự là bà ba. Người minh chứng ta coi thử. Thằng ớt vội lấy trong người một phong thư đưa cho liên. Cô chỉ kịp nhìn lướt qua nội dung, đại khái là ra lệnh cho đám người này chu thuốc bà tư rồi khiêng quảng xuống giếng. Liền đút vội tờ giấy và túi áo rồi gản giọng Muốn sống thì phải nghe theo lệnh của ta, còn nếu không... Dạ dạ, chúng con nghe, dù có phải làm trâu làm hựa cũng bảo vệ mợ, tuyệt đối không dám hai lòng. Xéo luôn đi. Hai tên đó gập đầu cảm tạ, rồi ù tè bỏ chạy, liền đặt tay lên cổ suy xoa. May mà mình nhanh trí giải chết, chứ không toi thật. Mẹ kiếp, đi từ đâu cũng có người trời trực hãm hại. Thả bảo mình giàu có, nhiều vào bạc, giết người cướp của đã thành. Đây trên răng, dưới đồi quốc mộc, lại chả biết cái bí mật gì. Vậy chúng giết mình thì được lợi gì nhỉ? cái phủ này tính ra ma không đáng sợ, người mới hiểm ác. Sau mỗi lần như vậy, liền đều rút kinh nghiệm sâu sắc cho bản thân. Cô không còn đặt niềm tin vào người khác, tuyệt đối tự biết cách đề phòng bảo vệ bản thân, nhanh trí xử lý những tình huống nguy hiểm. Cô vừa trở vào sân, đã thấy bà ba chống hạnh quát. Cái áo cũ của tao để khóc buồn mà mày mang đi đâu mất rồi. Con sen quỷ giữa sân khóc thu thít. Con thế ở đó kiến bu đầy, lại thấy bà không mặc, con tưởng bà bỏ đi, nên gom đổ cũ mà ra khỏi phủ bán đổ nát. Hôm nay bà cả xe con thu dọn quần áo không mặc đi bán hết cho đỡ trở phủ. Bà ba mà tím lịm, lào đảo ngã phỉ xuống hết. Mày, mày bán rồi, mày bán ở đâu? mau màu đi chủ lại cho tao. Ở đó có mấy chỉ vàng của hồi môn thầy tao để lại. Tao sợ kẻ gian lê cóc nên mới giấu ở đấy. Mày không kiếm cho ra tao giết cả họ nhà mày Cút đi tìm nhanh lên Thảo Mão, thằng ớt, thằng dần Đi theo nó luôn, không tìm được Tao cấm đứa nào quay về Cả bọn nghe câu này Mà tim muốn bàn ra khỏi lồng ngực Chúng chẳng ai dám mở lời Lùi thủi đi kiếm Con sen là hoảng sợ nhất Cả người vẫn run bẩn bật Bà ba nhìn chằm chằm vào liên Bực bội Còn mày không lo mà ở trong buồng theo thủa mái vá Suốt ngày chạy như chó rông ngoài đường người không ra người, ngậm không ra ngậm. Tao nhìn mày mà tao tưởng con ở đợ, chứ chẳng giống mở cả phủ này chút nào hết. Liền nhoẻn cười. Buồn năm nay chục tuổi chưa, mà sao ra bu nha nheo, xấu hơn con chó mà sệ nhà con. À quên, cho bu phải 70 ấy nhỉ, chứ mấy người 60, con thấy họ còn trẻ cơ. Bà ba nổi cơn thịnh hộ, cúi xuống nhà cái khuốc mộc phi thẳng vào mặt liên nhưng cô gái kia nhanh chân tránh kịp. Vừa thấy bóng cậu Long ở cổng, liền đã ngã khủy xuống ôm hạt. Bu tức giận chuyện gì mà lại đánh con, còn đâu dám đắc tội với bu. Giả mạt con mỏ vậy, bu nghĩ sao, bu lấy cái quốc kia bu ném thẳng vào mặt, thì còn gì ra với xương nữa, gãy cả xương hàm rồi đây này. Cậu Long nghe vợ oa nước kể lể thì lầm lầm lì lì khát hỏng. Bà vừa làm gì cô ấy? Nhìn cái điều bộ như mùi giết người của cậu ta Bà ba bỗng trổ dạ Bà ta nhan nhò suy xoa Bù tức là tức con sen Nó làm mất mấy chỉ vàng của bu Chứ con liên bù nào đâu có động vào nó Liên mếu máu Bù không động vào con Mà gái quốc sao bay tít ra ngoài kia kìa Mày mà con trai kịp mắt Chứ không bù loại ra đấy Là con không thiết sống nữa Cậu Long ơi tôi đau chết đây này lòng nghiền răng gàn lên từng chữ. Nếu bà còn dám động vào vợ tôi bất cứ một lần nào nữa thì bu con bà đường hồng nhìn thấy ánh mặt trời. Bà ba chưa mắt lia lịa, cố không người để ngăn nỗi sợ hãi. Bà ta đi thẳng vào từ đường, lòng đỡ vợ dậy, không quên nói sóc. Mặt cô dài hơn bỉ lợn xê, chứ ngồi đó mà mỏng. Liền bĩ môi, gớm, ra tôi tốn cả tạ hoa hồng mới đầu mềm mịn thế này đấy. So sánh với cái gì đẹp đẽ không nói Lại đi so với bỉ lợn Cậu Long bởi cười Tôi sợ cô lắm Mà tôi lên huyện đăng ký cho cô Và đoàn cải lương diễn phụ họa Chứ diễn xuất cô vậy mà ở phủ này Là thu chột tài năng thật đấy Liền gườm gườm Rồi đứng phát dậy vào buồng Cậu Long mấy hôm nay hay đi ra ngoài Lời nào trở về cũng mang cả đống đồ Cậu ấy chốt cửa Rồi đặt cái bọc vải lên bàn Từ từ mở ra liền lúc đầu chẳng đói hoài quan tâm, nhưng sau thế toàn hỉ nhân thì cô thao mắc. Cậu kiếm nhiều cái này để làm gì vậy? Cậu Long cúi xuống gầm giường, thò tay vào trong. Lát sau cậu ấy sợ chúng phải vật gì thì nhíu mày, nhan mặt. Cậu ấy kéo ra ngoài, thấy cái áo dài trắng tinh, một bộ tóc dài thì khẽ nói. Hóa ra con ma bữa giờ là do cô hóa thành ấy hả? Liền đang nghiên cứu chỗ hình nhân kia, Nhìn thấy cái áo, bộ tóc Cô dễ nảy như đỉa phải vôi Ôi, tôi đầu ngu mà đi đùa với lửa Mà sao lại có thứ này trong buồng Nhìn điều bộ của vợ Xem ra cô ấy hoàn toàn không hay biết Lòng nói khẽ Vậy chứng tỏ ma là có kẻ cố tình giả dạng Mà kẻ đó vứt vào đây Là tính vụ an cho cô Hay là có mục đi khác Cô ở nhà cả buổi Có thấy ai khả nghi lảo vàng quanh đây không Liền phụ phịu Tôi cũng bận suốt Ai hơi đâu mà để ý Lúc nãy tôi thấy cái này quan trọng lắm Liền móc trong túi Lấy ra tờ giấy đưa cho chồng Vừa nhìn những dòng chữ đầu tiên Cậu ấy đã hơi hốt hoảng sợ thót Cô lấy phần này ở đâu ra Liền ngỡ ngác Tôi tôi nhận được ở sau vườn Mà sao hả cậu Đây là nét chữ của Phú Bảy Tại sao bà ta lệnh cho đám người đó hại chết bà Tư Lời này đến lửa Liên ho sảo sụa Cô đẩm hạnh phảo hực mắt mở tròn hết cỡ. Vậy mà thằng ớt nó nói của bà ba, Hòa ra nó lửa tôi, thằng này mất dạy thật. Cô vừa nói hết thì cánh cửa bị đảo tung, thằng đạt mặt cát không còn giọt máu. Cậu ơi, mờ ơi, ông chết rồi, nhanh lên đi theo con. Cả hai vợ chồng ngay tới đây mà muốn rụ rời cả chân tay, liền la bóc. Hả, chết, chết ấy hả? Sao ông ấy lại chết? Cậu Long ngay lập tức lao nhanh ra ngoài, Thả đạt cũng hấp tấp chạy ngay sau đó Liền hốt hoảng đứng ngây như phỗng Phải một lát sau mới xử tỉnh Cô cuống cuồng báo theo hai người kia Họ vừa chạy ra tới đổi làng Thì thấy thẳng mão, thẳng ớt Đã đạt ông Phú lên càng khiêng về Giữa đồng người hiếu kỳ bu kín Chỉ xả bản tán Ông Phú nhằm chản mắt Miệng méo sảy sang một bên Ở bên thải dương hiện rõ màu đen kịt Cậu lòng tư thấu ôn chặt lấy thầy mình Ái mắt hẳn rõ bi thương Cậu nhanh tay đưa lên mũi kiểm tra Thì bất ngờ về thốc lấy ông ấy Tư tốc chạy về phủ Mới tới cổng đã thấy ba bà gạo khóc Ôi ông ơi Sao ông lại ra đi sớm thế Ông đi rồi tôi biết phải làm sao đây Bà bà ấy cứ mạnh ngay người nấy khảo là phủ cả não nề thê lương hơn Cậu Long đặt ông Phú nằm ngay ngắn Trên cái trọng tre trên hiên Tư tốc về buồng lấy đổi trông cứu Ông Phú lúc này chẳng còn chút sức sống Mặt mày tái nhợt Chẳng biết cậu lau làm gì mà thấy trong 10 cây kim trên đầu, tất cả đầu ngón tay và một cây kim ở hực. Động tác của người này dư khoát, nhìn rất chuyên nghiệp. Chừng một cái giờ, cả người ông Phú mồ hôi vã như tắm, sắc mặt nhợt nhạt, mạch đậm nhanh. Cậu Long vội vã rút kim ra ngay, lau mồ hôi, ủ ấm, xài thở đạt bằng cốc nước chè đường nóng, bón tử thìa cho ông Phú. Khi uống hết cốc nước, cậu dây bầm các huyệt thái dương, nội quan, đồng thời theo dõi chỉ số mạch huyết áp. Mấy bà vợ đứng bên cạnh ủ rũ, chẳng biết là buồn hay không, nhưng lâu lâu lại ngó nghiêng ra ngoài như đang kiếm tìm điều gì đó. Bà cả tuy gạo to nhất, nhưng mắt vẫn giáo hoành, chẳng thấy tí nước mát nào. Bà hai mà vẫn cao có, còn chẳng thèm nhìn ông Phú lấy một cái từ lúc bước vào đây. Bà ba ai mắt sắc lạnh như dao khi thấy cậu Long đang tận tình cứu ông Phú. Liền bỗng nhiên thấy sủng hình cô nghĩ bụng. Quái lạ, ông ta ăn ở kiểu gì mà chẳng thấy ai thương tiếc. Những cách bà bà chỉ muốn ông ấy chết quách cho xong. Nếu ông phụ chết thì bà nào được lợi nhất và lợi ích ngoài gia sản thì còn gì nữa. Cô cứ suy nghĩ hết câu hỏi này sang câu hỏi khác. Hiện tại tâm trí cô dối như mờ bỏ bong, mọi chuyện ập đến như gió bão, làm liên chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Còn đang mải mê suy nghĩ thì có người đập nhẹ vào vai làm liên sợt mình. Cô quay người lại, thấy cậu mình nói nhỏ. Ra ngoài đây, tôi cho cô cái này. Liên chỉ vào giường ông Phú đang nằm thủ thỉ. Thể cậu đang nằm kia, chưa biết bệnh tình thế nào. Không sao, ông ấy sẽ qua khỏi, yên tâm. Tôi có cái này quan trọng lắm. Liên nhẹ nhàng theo sau cậu ấy lui ra ngoài. Dù sao trong đây ngột ngạt quá, cô cũng chẳng giúp được gì cả. Mình kéo Liên ra góc vườn đưa cho cô một phong thư và chiếc vòng học. Liên tò mò mở phong thư, bỗng mắt cô sáng sử. Ủa, thầy bôi tôi gửi cho tôi hả? Sao cậu có cái này hay vậy? Mà vòng này cũng thầy tôi đưa sao? Người kia gãi đầu hại ngùng. Không, thư của thầy cô nhờ tôi mang về. Phòng này tôi thấy người ta bán. Nhớ là hồi nhỏ cô thích nên mua cho cô. Liên thích thú đeo vào. Công nhận chiếc vỏ này giống hệt cái hồi bé mà cô làm vỡ. Sau lần đó, dù đi kiếm khao nơi, vẫn không có cái thứ hai như vậy. Hôm nay nhìn thấy vợ này, quả thử cô sướng muối điên. Liền sờ cao tay lên trời, lao lắc rồi nói khẽ. Cảm ơn, tôi thích quá. Cậu mình giọng nhỏ lại. Vậy cô tặng cho tôi cái vòng cổ đi, tôi thích vợ đó lắm. Liền sờ lên cổ, thì chiếc vòng bữa cậu Long đưa cho mình. Cô lại không thích đeo mười lá bùa, nên chẳng nghĩ ngợi thào ra đưa cho người bên thạnh. Đây này, nhưng cậu đừng kể ai nghe đấy. Mình cầm lấy cái vòng cổ nắm chặt trong tay, bỗng cậu ghé sát tay cô thì thầm. Phụ mà cô nói muốn lấy tôi, còn tính nữa không? Liền ngay người cảm giác tim như ngưỡng đập, cổ họng khô khốc, Cô nhìn cậu Minh không chớp mắt. Phở vẩn, cậu hôm nay bệnh nặng thời rồi. Liền bối rối đi nhanh vào từ đường để tránh cả hai phải khó xử còn cậu minh hơi mỉm cười từ từ rồi cô sẽ quen